Hình thần biến phần 6 tập 12, Tam Đại Quân Chủ Tế Tựu. Nghe được tiếng hư lạnh, Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là một người trung niên nhân lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng, ẩn chứa nét ngoan độc, hung tàn. Tên này cũng khá đây. Nét mặt Tần Vũ vẫn bình thản, giữ nguyên mỉm cười. Thực lực người này là đệ thập thất tinh đế cấp, chỉ nói về tu vi thân thể thì tương đương với mình, đáng tiếc, nếu chân chính động thủ, Tần Vũ tự tin chỉ trong chốc lát là có thể giải quyết. Lưu Tinh, vị này là Lưu Lam Phó tông chủ, Lưu Lam Phó tông chủ đã đạt tới đệ thập thất tinh đề cấp, đệ nhị cao thủ trong Kim Hình tông chúng ta. Phật Lan đại trưởng lão lúc này ở một bên giới thiệu. Bên cạnh Lưu Lam Phó tông chủ chính là Bao Úc Phó tông chủ, người cuối cùng trong ba vị phó tông chủ ngươi đã gặp rồi, là Khấu Phong Phó tông chủ còn vị kia là nhân vật đức cao vọng trọng trong Kim Hình Tông và thủ hộ trưởng lão. Trong đại sảnh, ngồi trên ngôi chủ tọa chính là Kim Hình Quân Hình Viễn. Bên phải Kim Hình Quân có ba chỗ ngồi là Lưu Lam, bao Úc hai vị phó tông chủ, còn một chỗ trống, Tần Vũ đoán chính là chỗ của khấu phong phó tông chủ. Bên trái Kim Hình Quân có bốn chỗ ngồi, chỗ đầu tiên chính là thủ hộ trưởng lão, còn lại ba chỗ đều trống, Tần Vũ biết chính là của văn phong, đại trưởng lão và bản thân hắn. Tần Vũ chỉ hơi nghiêng mình, giọng lạnh nhạt. Lưu Tình ra mắt Lưu Lam Phó tông chủ, Bao Úc Phó tông chủ, thủ hộ trưởng lão. Rồi không nhìn qua Lưu Lam, Tần Vũ quay về phía Kim Hình Quân Hình Viễn, hơi nghiêng mình nói. Lưu Tình ra mắt bệ hạ. Nét mặt cùng lời nói của Tần Vũ đều thể hiện tính cách cao ngạo. Người bình thường gặp mặt Kim Hình Quân đều không người hành lễ, nói bài kiến bệ hạ, Tần Vũ chỉ hơi nghiêng người, nói ra mắt, hai từ này có sự khác biệt rất lớn. Lưu Tinh cung phụng kiêu ngạo gớm nhỉ. Lưu Lam Phó Tông Chủ cười lạnh nói. Tần Vũ căn bản không thèm để ý tới vị Lưu Lam Phó Tông Chủ này. Lưu Lam Phó Tông Chủ mặt mày biến sắc, Lưu Tinh không thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn, làm sao có thể bỏ qua được. Lưu Lam lúc trước cũng vọng tưởng tranh chức kim hình quân, thế nhưng lại bại dưới tay hình viễn, nên mới phải đảm đương chức vị Phó Tông Chủ, ngoại trừ hình viễn, trước giờ hắn chưa chịu kém một ai. Lưu Lam, có lẽ bản tính lưu tình vốn cao ngạo như vậy, ngươi cũng đừng quá để ý. Kim hình quân hình viễn khuyên can. Lưu Lam lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Vũ, bèn im lặng không nói nữa. Tần Vũ căn bản không thèm để tâm đến Lưu Lam, bản thân hắn cũng hiểu, kẻ này đối với hắn không có uy hiếp gì cả. Lưu Tinh, cuối cùng ngươi cũng đến Thành Sơn, tin này thật sự làm ta cao hứng, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục khổ tu, không để ý tới chức vị cung phụng này chứ. Hình viễn cười nhẹ nói, hình viễn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cho dù ngồi yên một chỗ như vậy cũng gây cảm giác như một tòa thái sơn, làm cho người ta không dám có chút coi thường. Bệ hạ, lưu tình hắn đến thanh sơn nhận chức cung phụng, nguyên nhân trọng yếu không phải vì chức cung phụng này. Văn Phong cười nói, đồng thời nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ gật đầu đồng ý. Bệ hạ, ta đến Thành Sơn là hy vọng bệ hạ có thể cấp cho ta một thông hành lệnh bài để có thể tiến nhập mê thần điện mê thần điện. Bọn người Lưu Lam, Bảo Úc, Khẩu Phong, kể cả Kim Hình Quân đều kinh ngạc thốt lên, ngay cả thủ hộ trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt lướt qua tần vũ, sau đó tiếp tục nhắm lại. Mê thần điện, nơi đó mặc dù có thần khí, nhưng với thực lực của Lưu Tinh Ngươi thì không cần đến mà, cho dù là thượng phẩm thần khí cũng cũng là không có tác dụng nhiều. Bảo Úc Phó Tông Chủ ở bên nói. Tần Vũ chỉ im lặng không trả lời làm sao mọi người biết được ý định thực của Tần Vũ? Lưu Tinh, ám tinh giới tam đại quân chủ sớm có quy định, trong lúc bình thường thì mê thần điện luôn đóng cửa, chỉ 10.000 năm mới có một cơ hội tiến vào. Kim hình quân hình viễn nhíu mày giải thích. Tần Vũ nhớ mày. Còn bao lâu mới đến lần mở cửa mê thần điện tiếp theo? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Lần mở cửa trước đây cũng đã hơn 6 vạn năm rồi, còn có hơn 3 vạn năm nữa là đến lần tiếp theo. Phất Lan Đại trưởng Lão trả lời. Hơn ba vạn năm. Tần Vũ căn bản không thể chờ đến lúc đó, Tần Vũ lên tiếng. Bệ hạ, lối vào mê thần điện này nghe nói là do ba vị quân chủ sử dụng truyền thừa chi bảo phong ấn lại. Chỉ có người sở hữu thông hành lệnh bài do ba vị bệ hạ phối hợp luyện chế thì mới có thể khai mở. Ta muốn mời bệ hạ giúp ta một lần, không biết bệ hạ phải có yêu cầu gì thì mới có thể đáp ứng. Tần Vũ nói, thể hiện quyết tâm tiến vào mê thần điện không phải ta không muốn, người đảm đương chức vị cung phụng của kim hình tông chúng ta, ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi, chỉ là... Hắc Diễm Tông cùng Bạch Huyền Tông hai vị quân chủ kia có thể không nhất định sẽ đáp ứng, sở dĩ lúc trước định ra quy củ này, phòng ấn lối vào, hơn nữa cứ 10.000 năm mới tiến vào mê thần điện. Một là để phòng ngừa cao thủ không phải người của ám tinh giới chúng ta tiến vào, hai là vì để thần khí trong ám tinh giới đều nằm trong tay ba tông phái. Kim hình quân hình viễn giải thích. Tần Vũ trong lòng thoáng trùng xuống. Bệ hạ đã đồng ý, sao không mời Hắc Diễm quân, Bạch Huyền quân tới bàn bạc? Tần Vũ thật thà nói. Kim Hình quân hình viễn cười nhẹ gật đầu. Được, ta sẽ mời bọn họ đến, chỉ là khả năng bọn họ hai người đáp ứng có thể tính là rất thấp. Hắc Diễm Tông cùng Bạch Huyền Tông từ trước đến nay vẫn tranh hơn thua với chúng ta. Bệ hạ có thể mời hai vị quân chủ kia đến, Lưu Tinh đã cảm kích phi thường rồi, nếu lúc đó bàn bạc không được. Lưu Tinh cũng đành bỏ cuộc thôi. Tần Vũ cười nói. Người đã chuẩn bị chấp nhận thất bại, vậy thì dễ dàng rồi. Kim Hình Quân đối với Lưu Tinh trước mặt đã có không ít hảo cảm. Kim Hình Quân hình viễn vốn là người có tính tình khá tốt đẹp, những người từng tiếp xúc đều đã biết, cho dù trở thành quân chủ, hình viễn vẫn như trước, không có gì gọi là thay đổi. Được, không lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta tránh thức cấp cho mươi chức vị cung phụng. Kim Hình Quân đột nhiên đứng dậy, nhật thời mấy người trong sảnh cũng đều đứng lên theo, Tần Vũ cũng nghiêm trang hành lễ theo đúng quy củ. Ám tinh giới tu luyện giả lễ tiết cũng tương tự nhau, cuối người, tay trái nắm lại đặt lên trước ngược phải. Hãy nhận lấy. Kim Hình Quân hình viễn cầm hai vật đưa đến trước mặt Tần Vũ. Tạ ơn bệ hạ. Tần Vũ đưa tay tiếp nhận. Hai vật này, một là chiếu lệnh, một là cung phụng lệnh bài, chiếu lệnh này do một loại tơ đặc biệt dệt thành, độ cứng có thể so với cực phẩm tiên khí. Văn phong, người dẫn lưu tinh đi xem tiên cổ điện và truyền thừa điện. Kim hình quân cười nhẹ. Văn phong đứng lên. Vâng, bệ hạ. Trên ngọn núi chính thành sơn có tiền điện, chủ điện cùng một số cung điện nữa, đồng thời còn có không ít nơi ở cho các tu luyện giả, do đó trở thành ngọn núi chính. Trong 17 đỉnh núi chung quanh, bảy đã có người ở lại, có 8 ngọn là nơi ở của Kim Hình Quân các đời trước, còn lại hai ngọn chính là cung điện trọng yếu của Kim Hình Tông. Hai nơi này là tiên cổ điện và truyền thừa điện. Tiên cổ điện, phạm vi cực kỳ rộng lớn, cơ hồ chiếm đến 7 phần 10 diện tích đỉnh núi, hiện tại Tần Vũ cùng Văn Phong đang ở ngoài cửa điện tiên cổ điện. Đứng lại, chào Văn Phong đại nhân, thỉnh vị đại nhân này xuất ra lệnh bài. Hộ vệ tiên cổ điện lạnh lùng quát. Tần Vũ không hỏi nhìn về phía Văn Phong, Văn Phong giải thích. Tiên cổ điện cùng truyền thừa điện đều là trọng địa, cả kim hình tông không quá 10 người có tư cách tiến vào đó, ngươi là tân nhậm cung phụng, đương nhiên có tư cách đi vào. Tần Vũ lúc này xuất ra cung phụng lệnh bài, hộ vệ nọ nhìn thấy lệnh bài liền không người hành lễ. Cung phụng đại nhân, mời vào. Tần Vũ cùng Văn Phong cùng bước qua cánh cửa, đi vào một tòa đại điện cực lớn, chính là tiên cổ điện, tiền cổ điện chia làm tiền sảnh và đại hậu điện, trong tiền sảnh có đặt rất nhiều tấm biển. Tần Vũ không hỏi nhìn lên. Kim hình quân đời thứ ba, tên Thật Thiên, sinh tại Bách Liên Tinh, sau 72 năm đạt tới đệ nhất tinh vương cấp, sau đó rời đi khỏi Bách Liên Tinh phiêu lãng trong không gian. Kim hình quân đời thứ 8, tên Thật Hoành, không rõ nơi sinh, không rõ thời gian tu luyện, chăm sát cao thủ đệ thập lục tinh đế cấp sát lục chi vương huyết thịnh trên mỗi cái biển đều là sở yêu lý lịch của một kim hình quân mà trên tiền sảnh này số biển rất nhiều tần vũ nhìn sơ qua thấy chi chít số biển tuyệt đối không dưới một vạn để ở trước tiên chính là nói về kim hình quân tại vị khi tần vũ cùng văn phong đi ra phía sau còn thấy nhiều tấm biển như vậy hơn văn phong nơi này tổng cộng có bao nhiêu đời kim hình quân tần vũ quay sang văn phong văn phong cười nói chẳng lẽ linh hồn lực của người không nhận rõ tần vũ lắc đầu cười không phải ta không đếm được, mà bởi vì ta đếm hết rồi cho nên có chút thiếu tự tin tưởng. Nơi này tổng cộng có hơn 7 vạn tấm biển, nói cách khác, từ cổ xưa tới nay đã có 7 vạn đời kim hình quân ư. Đúng, hình viễn bệ hạ hiện tại chính là kim hình quân đời thứ 7 vạn. Văn phong gật đầu. Tần Vũ hỏi tiếp. Vậy mỗi đời kim hình quân trung bình tại vị trong bao lâu? Văn phong lắc đầu cười. Cái này rất khó nói, có vị kim hình quân khi lên ngôi là đệ thập ngũ tinh đề cấp, có thể đảm nhiệm mấy trăm ngàn năm, thậm chí đến mấy ngàn ngàn năm mới độ kiếp phi thăng, lại có. Ví dụ như hình viễn bệ hạ, hiện tại đã đạt đệ thập bát tinh đề cấp, cho dù đảm nhiệm ngôi vị quân chủ thì phòng trừng khoảng ngàn năm nữa cũng sẽ độ kiếp phi thăng, thậm chí có thể còn sớm hơn nữa. Tần Vũ gật đầu. Thời gian tại vị của mỗi đời quân chủ rất khó nói, có người rất lâu, thậm chí đến mấy ngàn ngàn năm, có người lại rất chậm, thậm chí không đến, nhưng trải qua bảy vạn đời kim hình quân. Cho dù coi như trung bình mỗi đời tại vị 100.000 năm, cũng có đến 700 ức năm lịch sử rồi. Hơn nữa Tần Vũ nghĩ, tính thời gian tại vị trung bình không chỉ là 100.000 năm. Văn Phong ám tinh giới chúng ta lịch sử đã bao lâu rồi?" Tần Vũ dò hỏi. Văn Phong lắc đầu trầm ngâm. "Sợ rằng không ai biết được, theo ta được biết, ám tinh giới lịch sử chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất còn chưa có truyền thừa chi bảo thì lúc đó trong ám tinh giới hỗn loạn vô cùng." tranh đấu hỗn loạn cho đến giai đoạn sau này xuất hiện ba kiện truyền thừa chi bảo, lúc đó ám tinh giới mới đi vào giai đoạn phát triển hòa bình. Tần Vũ trong lòng kinh hoàng, trời ạ, à, thời gian hơn 7 vạn đời kim hình quân, chỉ là sau khi xuất hiện ba kiện truyền thừa chi bảo, mà trước đó thời kỳ hỗn loạn, ai biết còn lâu hơn bao nhiêu nữa. Lịch sử ám tinh giới này thật sự là quá dài, Văn Phong bất giác than thở. Người ám tinh giới chúng ta vốn hiếu chiến, không có thực lực cường đại thì ai chịu thần phục ai chứ? sau khi xuất hiện ba kiện truyền thừa chi bảo mới làm cho cả ám tinh giới đều thần phục người sở hữu truyền thừa chi bảo tần vũ ánh mắt nhìn xuyên qua tiền sảnh về phía sau là đại hậu điện diện tích nơi này so với tiền sảnh còn rộng rãi hơn nhiều nhưng chỉ có pho tượng ở đó có pho tượng một vị quân chủ người có muốn tới chiêm ngưỡng không văn phong cười nói tính ra cũng không phải người thật có gì hay ho mà chiêm ngưỡng tần vũ nói xong liền xoay người văn phong Chúng ta đến truyền thừa điện thôi, người nói xem truyền thừa điện rốt cuộc là có cái gì." Văn Phong cùng Tần Vũ vừa đi vừa bàn luận. "Truyền thừa điện là nơi tân nhậm kim hình quân dung hợp truyền thừa chi bảo. Ví dụ như sau khi kim hình quân đời trước phi thăng thần giới, truyền thừa chi bảo được đặt lại trong truyền thừa điện, đến khi hình viễn bệ hạ xuất hiện sẽ dung hợp truyền thừa chi bảo. Người quản lý truyền thừa điện chính là thủ hộ trưởng lão." Văn Phong kể lại. Văn Phong nói xong, hai người đã đi tới bên ngoài truyền thừa điện. Truyền thừa điện trông rất đơn giản, toàn bộ đều là màu đen, toát lên vẻ cổ kính, chỉ đứng ở bên ngoài đại điện đã làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp lực. Lưu Tinh, Văn Phong, các ngươi vào đây đi. Một giọng nói từ trong đại điện truyền ra. Tần Vũ nhìn vào, trong một góc của đại điện có một lão giả đen gầy ngồi khoanh chân, đúng là vị thủ hộ trưởng lão, giờ này, thủ hộ trưởng lão nọ đã đứng dậy đi về phía hai người. Bức họa trên tường có ý nghĩa gì vậy? tần vũ nghi hoặc nhìn về phía vách tường của truyền thừa điện trên vách tường có một rất nhiều hình vẽ điêu khắc tần vũ ánh mắt đảo qua liền phát hiện trên vách tường cả đại điện có hơn một vạn bức tranh được chạm trổ lên đó trên tường này là một ít cảnh tượng chiến tranh khi ám tinh giới chúng ta còn chưa có truyền thừa chi bảo thành âm của thủ hộ trưởng lão vang lên tần vũ đột nhiên nhìn thấy trong đó có một bức tranh trên bức tranh đó có chứa tinh tế bản đồ của cả tiên ma yêu giới chỉ là trên tấm tinh tế bản đồ này cắm đầy những mốc phần giới dường như cả tiên ma yêu giới đều là do người ám tinh giới chiếm giữ sao lại thế này vậy người của tiên giới ma giới yêu giới ở đâu tần vũ tò mò dò hỏi thủ hộ trưởng lão thở dài một tiếng đã quá nhiều năm rồi đại đa số đệ tử của ám tinh giới đều đã quên mất tiên ma yêu giới vốn chính là đất của ám tinh giới Tần Vũ nghe thấy thế không khỏi chấn động trong lòng. Cái gì, cả tiên ma yêu giới, vốn chính là thuộc ám tình giới. Thủ hộ trưởng lão mắt nhắm hờ, chậm rãi nói. Người ám tinh giới chúng ta, vốn là cư dân bản địa của cả vũ trụ không gian, còn như người của tiên ma yêu giới người, bất quá chỉ là từ hạ giới phi thăng lên mà thôi. Chỉ là bọn họ phi thăng rất nhiều, hơn nữa năng lực sinh tồn quá mạnh mẽ, vượt xa người ám tinh giới chúng ta. Tần Vũ lần đầu tiên biết, Nguyên lai chủ nhân đầu tiên của tiên ma yêu giới này là người ám tinh giới, người của tiên giới, người của ma giới, người của yêu giới đều là từ hạ giới phi thăng lên, sau cùng ở tiên ma yêu giới sinh sôi nảy nở. Cả tên tiên ma yêu giới giới, ước chừng cũng là người về sau đặt. Từ hạ giới phi thăng lên một tầng thế giới cao hơn, đó là vũ trụ thiên đạo pháp tắc, căn bản là việc không thể cải biến. Bởi vậy lúc đó tam đại quân chủ của ám tinh giới chúng ta liền quyết định lui một bước, sau cùng người của ám tinh giới chúng ta vốn ít ỏi, chiếm cứ nhiều địa bàn như vậy cũng vô dụng. Thủ hộ trưởng lão từ tốn nói. Tần Vũ trong lòng thầm cảm thán. Nếu như lúc đó người của ám tinh giới thật sự muốn đồ sát những người phi thăng đó, với thực lực các tiền bối vừa phi thăng lên tiên giới, ma giới, yêu giới lúc đó, căn bản không thể kháng cự, ngược chừng phải tử thương rất nhiều. Những người đó là từ hạ giới phi thăng lên, trói buộc của vũ trụ không gian với bọn họ cũng lớn hơn, bọn họ muốn đạt tới đế cấp, độ khó so với người ám tinh giới chúng ta lớn hơn nhiều. Bởi vậy, dù cho nhân khẩu của bọn họ hơn chúng ta ước vạn lần, nhưng đế cấp cao thủ lại ít hơn chúng ta nhiều. Thủ hộ trưởng lão có một chút tự tin. Văn Phong ở một bên cũng gật đầu nói. Thực sự chiến đấu, chúng ta chỉ cần thi triển trọng lực cấm chế, lại tiến hành cận thân công kích, hừ, Người ám tinh giới chúng ta tuyệt đối có thể vượt cấp giết những người đó. Tần Vũ có thể cảm thấy người ám tinh giới vô cùng tự ngạo. Nhưng Tần Vũ biết, tuy luận đế cấp cấp thủ, ám tinh giới nhiều hơn, nhưng tiên giới, mà giới, yêu giới còn có những nhân vật cực kỳ lợi hại, so với ám tinh giới, cũng là không hề cách biệt. Đại điện này trừ trên tường có từng bức điều khắc, ở chính giữa đại điện còn có một tế đàn khổng lồ dài rộng hơn trăm mét đây là thánh đàn, phàm là lúc kim hình quân chưa ra đời, truyền thừa chi bảo liền ở trong thánh đàn. Thủ hộ trưởng lão bình tĩnh nói. Tần Vũ nghi hoặc nói. Chẳng lẽ thủ hộ trưởng lão không sợ một vài kẻ lòng nuôi ý xấu tới cướp đoạt truyền thừa chi bảo. Văn Phong ở bên cạnh cười lớn. Lưu Tinh, người với điều này là không biết rồi, thánh đàn này ẩn chứa sức mạnh của truyền thừa chi bảo, muốn dùng sức đoạt lấy, căn bản là việc không thể. Tần Vũ thần thức không khỏi tỏa ra, bao phủ cả thánh đàn quả nhiên trong thánh đàn này ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng kỳ dị cấp cho tần vũ cảm giác cùng với phong ấn ở cửa vào mê thần điện vô cùng giống nhau trong thánh đàn không có truyền thừa chi bao đã như vậy một khi có truyền thừa chi bảo ức chừng thánh đàn phòng ngự càng mạnh chẳng trách nói không thể bị dùng sức mạnh đoạt lấy thủ hộ trưởng lão hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi tần vũ gật đầu cười nói vậy ta không làm phiền nữa cáo từ trước. Thấy Tần Vũ đột nhiên muốn rời đi, Văn Phong có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng hướng tới thủ hộ trưởng lão cáo từ. Thủ hộ trưởng lão gật đầu. Hai người Tần Vũ và Văn Phong rời khỏi truyền thừa điện. Cung điện của Văn Phong Văn Phong là một trong bát đại cự đầu của Kim Hình Tông, diện tích của cung điện này cũng là cực lớn, hạ nhân cũng không ít, Tần Vũ tạm thời ở tại đó. Lưu Tinh, người lần này tới mê thần điện rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói không? Văn Phong hỏi. Tần Vũ biết Văn Phong muốn hỏi, trong lòng sớm đã có câu trả lời, cười nói. Văn Phong, người biết thực lực chân chính của ta không? Không quá rõ ràng, chắc là thập ngũ tinh đế cấp. Văn Phong nói một cách không xác định, linh hồn cảnh giới của Văn Phong còn xa mới bằng Tần Vũ, căn bản không nhìn thấu đẳng cấp của Tần Vũ, tự nhiên không thể xác định. Thập ngũ tinh đế cấp. Tần Vũ cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt Văn Phong đột nhiên sáng lên. Lưu Tinh này xem ra đích xác là thâm tàng bất lộ, Văn Phong trong lòng có chút kinh thán, Lưu Tinh trước mắt, thực lực chân chính rút cuộc là bao nhiêu? Thực lực của ta là thập thất tinh đề cấp. Tần Vũ hướng tới Văn Phong cười nói. Thập thất tinh đề cấp. Văn Phong kể cả có chuẩn bị, vẫn bị dọa cho nhảy dựng lên. Tần Vũ tiếp tục nói. Lần này ta muốn tới mê thần điện, chính là vì bảo vật trong mê thần điện, bởi vì thực lực bây giờ của ta và Lưu Lam phó tông chủ tương đương muốn đánh bại hắn, trở thành tân nhiệm quân chủ có chút khó khăn. Hà hà, Lưu Tinh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Văn Phong bật cười. Lưu Tinh, ta sớm đã nghe nói rồi, bệ hạ không lâu nữa phải độ thần kiếp, ta nguyên bổn nghĩ rằng, bệ hạ một khi độ thần kiếp, với thực lực của Lưu Lam, chắc chắn có 10 phần nắm chắc kế thừa quân chủ chi vị, hiện tại xem ra, còn rất khó nói, Lưu Lam đó xem chừng tới bây giờ vẫn chưa biết thực lực của ngươi đã đạt tới thập thất tinh đế cấp rồi. Tần Vũ gật đầu. Tần Vũ chỉ có thể giải thích với người khác như vậy. Bệ hạ không lâu nữa sẽ độ thần kiếp. Tần Vũ kinh ngạc, tin tức này hắn trái lại lại không biết. Văn Phong gật đầu cười nói. Đúng, người vừa tới Thành Sơn, làm sao biết loại sự tình bí ẩn này, còn việc bệ hạ độ thần kiếp, căn bản không muốn mở cờ gióng trống. Mấy ngày này, lưu làm đó sớm đã chuẩn bị tốt sau khi hình viễn bệ hạ, hắn liền kế thừa quân chủ chi vị. Tần Vũ trong lòng chuyển động. Kim hình quân chi vị này, mình tranh giành cũng không sai, ít nhất cũng có thể cảm thụ một lần uy lực của truyền thừa chi bảo ám tình giới. Lưu Lam, hắn muốn kế thừa quân chủ chi vị, ít nhất phải qua cửa của ta. Tần Vũ trên mặt có chút tự tin. Được, Lưu Tinh, ta ủng hộ ngươi. Văn Phong vỗ vai Tần Vũ, liền đó cảm thán nói. Lúc trước ta đạt tới thập ngũ tinh đề cấp, liền muốn trở thành quân chủ. Chỉ vì hình viễn bệ hạ xuất hiện, sau đó Lưu Lam lại xuất hiện, hình viễn bệ hạ tấm lòng rộng rãi, người đảm nhiệm quân chủ chi vị thì thôi, loại người như Lưu Lam, độc ác tự ngạo, ta nhìn hắn không quen mắt nhất. Văn phong trong mắt cũng xuất hiện một tia oán hận. Sau khi biết hình viễn bệ hạ phải độ kiếp, Lưu Lam đó càng thêm duy ngã độc tôn dưới mắt Lưu Lam. Với thực lực thập thất tinh đế cấp của hắn, kế thừa quân chủ chi vị là việc dễ như lấy đồ trong túi. Lưu Tinh nhất định phải giao huấn tốt tên Lưu làm đó. Văn phong ủy thác. Yên tâm, bất quá trước đó, ta phải tới mê thần điện một lần, nếu như có vũ khí tốt, vậy đánh bại hắn càng thêm nắm chắc. Tân Vũ cười nói. Đột nhiên. Từ bên ngoài cung điện của văn phong có người tiến vào, chính là khấu phong phó tông chủ, khấu phong phó tông chủ vẫn một nụ cười thân thiết trên mặt. Lưu Tinh, hắc diễm quân bệ hạ đã tới rồi. Hắc diễm quân bệ hạ tới rồi. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Văn Phong cũng nói. Lưu Tinh nói cho tốt, khiến Hắc Diễm quân bệ hạ giúp đỡ. Khẩu Phong Phó Tông Chủ cười nói. Tạm đại thánh tinh ở ba tinh vực đều là thuộc về tinh cầu trung tâm, hơn nữa mỗi nơi còn có tinh tế truyền tống trận trực tiếp thống nhau, Hắc Diễm quân có được truyền tấn của bệ hạ. liền lập tức đi ngay, Nghe nói Bạch Huyền quân bệ hạ cũng đã xuất phát, ước chừng sẽ tới ngay. Tần Vũ trong lòng đại hỷ, Hắn không nghĩ đến Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân tới nhanh như vậy. Khẩu Phong phó tông chủ, mau dẫn ta đi. Tần Vũ trên mặt tràn đầy vui mừng. Hắc Diễm Quân bệ hạ ở trong đại sảnh của tông phái đang cùng Hình Viễn bệ hạ nói chuyện. Khẩu Phong một mắt nói chuyện, một mặt cùng hai người Tần Vũ, Văn Phong sáng vai bay tới chủ điện trên đỉnh núi. Trong hội nghị đại sảnh. Ha ha, Hình Viễn, ta bội phục nhất chính là điểm này của ngươi, cạn chén. Ha ha ba người tần vũ còn đang ở bên ngoài liền nghe thấy một tiếng cười lớn hào sảng vô cùng. Khẩu phong phó tông chủ ở một bên nhỏ giọng nói. Người nói chính là hạc diễm quân bệ hạ, lưu tinh, hạc diễm quân bệ hạ này rất hào sảng, người nói không nên nói vòng vo, nói bóng nói gió, đó là thứ hạc diễm quân bệ hạ ghét nhất. Ta biết rồi. Tần vũ trong lòng cảm ơn khẩu phong phó tông chủ nhắc nhở. Giao du với người, biết được tính cách của đối phương rất quan trọng. Ba người tần vũ, Văn Phong, Khẩu Phong sánh vai tiến tới cửa đại sảnh, sau đó trực tiếp bước vào trong đại sảnh. Ánh mắt Tần Vũ phút chốc tập trung vào một nam tử thân thể cường tráng nhất trong đại điện, gương mặt cương nghị, cờ bắp cuồn cuộn, còn có mái tóc đỏ rực như lửa. Đó chính là Hạc diễm quân một trong tam đại quân chủ của ám tình giới. Thực lực của thập thất tinh đề cấp, chỉ là trên người lại có khí tức thần bí, nguyên nhân chắc là do truyền thừa chi bảo. Tần Vũ trong lòng đưa ra phán đoán lưu tinh ra mắt hắc diễm quân bệ hạ tần vũ hơi cúi người cười nói hắc diễm quân vừa thấy tần vũ liền kinh ngạc nhìn kim hình quân hình viễn hình viễn vị cung phụng này của kim hình tông các ngươi thật là phi phàm cả ta cũng không thể thăm dò được linh hồn cảnh giới của hắn không chỉ ngươi ta cũng dò không ra hình viễn cũng cười nói thực sự phi phàm như vậy ư một thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau lưng Tần Vũ. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử tuấn Mỹ, dẫn theo một thị nữ đi tới. Cứ gì, người không tin có thể tự mình kiểm tra. Hắc diễm quân đùa. Tần Vũ lúc này lại chú ý đến thực lực của người vừa tới. Nam tử tên Cư Di này cũng có thực lực của thập thất tinh đề cấp, còn thị nữ phía sau lưng hắn cũng có thực lực thập ngũ tinh đề cấp. Nữ tử này Tần Vũ còn nhận ra chính là Hàn Tuyết lúc trước ở thập ngũ tinh đế cấp ám tinh có quen biết. Lưu Tinh Hàn Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tiểu Tuyết, người biết hắn. Cư Di quay đầu lại nhìn. Hàn Tuyết gật đầu nói. Sư Tôn, Lưu Tinh này chính là người con đã kể với Sư Tôn là người tu luyện 3.000 năm ở thập ngũ tinh đế cấp ám tinh. Thập ngũ tinh đế cấp, linh hồn tu vi như vậy, sợ rằng không chỉ thập ngũ tinh đế cấp cư di cười nhạt nói, kim hình quân hình viễn nói với tần vũ, lưu tinh, vị này là bạch huyền quân. quả nhiên như ta sở liệu, tần vũ trong lòng sớm có chuẩn bị, lập tức cúi người nói, lưu tinh ra mắt bạch huyền quân bệ hạ. lưu tinh phải không, ngài nói lần này hình viễn mời ta và ngũ sang tới, chính là vì việc của ngươi. bạch huyền quân trên mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu, tâm tình giống như không hề thay đổi. tần vũ gật đầu nói, chính là vậy ta muốn tiến vào mê thần điện một lần, nhưng hiện tại còn chưa tới thời gian định ước, bởi vậy ta muốn xin ba vị bệ hạ giúp đỡ luyện chế một khối thông hành lệnh bài. Việc này có chút phiền phức. Đôi lông mày thô đen của hắc diễm quân ngũ sam nhướng lên, liền đó bật cười. Lưu tình, trong mê thần điện cũng không có thứ gì tốt, không tiến vào cũng không làm sao. Tần Vũ chỉ lắc đầu. Hắc diễm quân bệ hạ, vạn lần xin giúp đỡ. Ánh mắt của Hắc Diễm Quân Ngũ Sam lúc này hướng tới Bạch Huyền Quân, Bạch Huyền Quân vẫn ngồi, điềm nhiên lắc đầu, không nói câu nào. Trong chốc lát không khí trong đại sảnh có chút áp bức. Ngũ Sam, Cư Di, linh hồn cảnh giới của Lưu Tinh cực cao, bước chừng tốc độ phi thăng cũng nhanh, hay là để hắn tiến vào mê thần điện một lần đi, cũng không có gì, các ngươi hãy giúp đỡ một lần. Cuống hồ, ba người chúng ta luyện chế một khối thông hành lệnh bài, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nói tới ta làm kim hình quân này, còn chưa luyện chế qua thông hành linh bài. Ta không lâu nữa phải độ thần kiếp, lần này không luyện chế thông hành lệnh bài một lần, xem chừng cơ hội duy nhất của ta cũng không còn. Hình viễn nói đùa. Hình viễn nói cũng là sự thật. Hắn đảm đương kim hình quân tri vị, bất quá mấy nghìn năm mà thôi, còn ám tình giới bình thường là 10 vạn năm tiến vào mê thần điện một lần. 10 vạn năm ba vị quân chủ mới hợp lực luyện chế một khối thông hành lệnh bài hình viễn không lâu nữa lại phi thăng thực sự không có cơ hội có thể luyện chế thông hành lệnh bài cư di hình viễn đã nói như vậy giúp đỡ một chút đi mũ sam trầm ngâm một chút liền nói với cư di cư di điểm nhiên lắc đầu vẫn nói lưu tinh này tiến vào mê thần điện cũng không có gì cần thiết vì sao nhất định phải phá quy củ phá quy củ ít nhất phải có lý do lưu tinh người nếu như có thể đưa ra một lý do thuyết phục được ta ta có thể đáp ứng Lý do. Tần Vũ nhìn một lượt đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít người, Lưu Lam Phó tông chủ đó cũng có mặt. Hai vị bệ hạ Bạch Huyền Quân, Hắc Diễm Quân có thể cùng ta tới sảnh phụ một chút được không? Lời vừa nói khiến cả nhóm người Kim Hình Quân Hình Viễn, Lưu Lam Phó tông chủ kinh ngạc, nhưng văn phong trên mặt lại nở nụ cười, hắn nghĩ rằng Tần Vũ là muốn nói tới việc tranh đoạt vị trí Kim Hình Quân, lúc này Lưu Lam ở đây, trong đại sảnh Tần Vũ không muốn nói nhiều. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân nhìn nhau một cái. Được, ta muốn xem xem, người có lý do gì có thể thuyết phục ta. Bạch Huyền Quân gật đầu nói. Liên đó, ba người tần vũ, Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân tiến vào sảnh phụ, vừa tiến vào sảnh phụ, Bạch Huyền Quân liền vung tay bố trí cấm chế, sau đó nhìn tần vũ. Lưu tinh, sảnh phụ này ta đã bố trí cấm chế, người cứ thoải mái nói đi. Hắc Diễm Quân cùng nhìn tần vũ. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ, các người đoán rất đúng, đẳng cấp linh hồn của ta cao, công lực cũng không chỉ thập ngũ tinh đế cấp, mà là thập thất tinh đế cấp." Tần Vũ nói. "Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân gật đầu, trên mặt không chút kinh ngạc. Các người chắc đã biết, Hình Viễn bệ hạ không lâu nữa phải độ kiếp phi thăng, đến lúc đó ta và lưu lam đó đều muốn tranh đoạt quân chủ chi vị, ta hiện tại không có đủ tự tin đánh bại hắn, bất quá đẳng cấp linh hồn của ta cao, ta tin rằng tới mê thần điện thám hiểm một lần, chắc sẽ có thu hoạch không tệ, bởi vậy liền muốn có một kiện bảo vật tốt, nhờ đó mà đánh bại hắn. Hy vọng hai vị giúp đỡ. Tần Vũ nói liền một hơi. Hắc Diễm Quân cười ha hà nói. Nguyên lai là như vậy, đây cũng tính là một lý do, cư di, người nói sao? Bạch Huyền Quân điểm nhiên lắc đầu nói. Tranh đoạt quân chủ chi vị, kim hình quân ai làm, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, đối với ám tinh giới cũng không có ảnh hưởng, ta vì sao phải giúp ngươi? Tần Vũ nghẹn lời. Lồng mày nhíu lại, Tần Vũ hít sâu một hơi, liền đó chăm chú nhìn Bạch Huyền Quân. Bạch Huyền Quân bệ hạ, vậy có thể nể mặt hắn, giúp đỡ một lần được không? Trên ngón tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, diễm huyền trí giới. Bạch Huyền Quân Cư di biểu tình vốn điềm nhiên liền biến mất, đôi mắt bắn ra hàn mang kinh người, nhìn chằm chằm vào Diễm Huyền chi giới trên ngón tay Tần Vũ. Sắc mặt Hắc Diễm Quân Ngũ Sam cũng trở nên trịnh trọng. "Lưu Tinh, Diễm Huyền chi giới này ngươi có được từ đâu?" Bạch Huyền Quân Cư di nhìn Tần Vũ, thần tình trịnh trọng vô cùng. Tần Vũ nhìn hai người Bạch Huyền Quân, Hắc Diễm Quân, gật đầu nói: Diễm huyền chi giới này là ta có được từ nghịch ương tiên đế của tiên giới, cũng tính là hắn tặng cho ta. Hắn tặng cho ngươi, hắn không thể tặng cho ngươi. Bạch huyền quân lạnh lùng nói. Nghịch ương hắn phải biết tác dụng của diễm huyền chi giới này, tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Nhưng hắn chết rồi. Tần Vũ tiếp tục nói. Nếu như hắn không chết, có thể hắn sẽ không tặng cho người ngoài, chỉ là hắn chết rồi, một kẻ sắp chết, sao có thể để ý đến một vật ngoại thân. Tần Vũ cười nhẹ nói. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ, các người có thể không biết, ta từng lưu lãng tại tiên giới, yêu giới, Diễm Huyền trì giới này là ta vận khí tốt có được, ta biết, hai vị bệ hạ và nghịch ương tiên đế có giao tình, hy vọng hai vị bệ hạ có thể vì chiếc nhẫn này mà nề mặt, giúp ta một lần. Hắc Diễm Quân thở dài nói. Có thể nói với ta, hắn chết như thế nào không? Nghịch ương trước khi chết từng chuyển tấn với chúng ta, nói hắn chắc chắn phải chết chỉ là bất luận ta và cư di hỏi hắn thế nào hắn đều không nói với chúng ta nguyên nhân hắn chết bạch huyền quân cũng nhìn tần vũ tần vũ trong lòng minh bạch xem chừng lúc trước nghịch ương tiên đế trúng độc của độc trùng thần giới cảm thấy xấu hổ không muốn nói với hảo bằng hữu đến trước khi chết nghịch ương tiên đế xem chừng không nhẫn được đem bí mật này lưu lại nói với người kế thừa của mình hắc diễm quân bạch huyền quân hai vị bệ hạ nói thật cái chết của nghịch ương tiên đế có chút vô ích trước khi chết hắn cũng không hy vọng đem nguyên nhân hắn chết truyền bá ra, xin thứ lỗi. Tần Vũ cuối cùng vẫn không nói ra. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân nhìn nhau một cái, đều thở dài một hơi. Chết vô ích, thật không biết nghịch ương tiên đế hắn chết vô ích như thế nào. Hắc Diễm Quân thở dài một hơi, liền đó nhìn Tần Vũ. Lưu Tinh, người đã có được Diễm Huyền chi giới chi giới này, loại tiểu sự luyện chế thông hành lệnh bài, chúng ta đương nhiên có thể đáp ứng bạch huyền quân cũng gật đầu tần vũ trong lòng thư thái quả nhiên đánh cuộc đúng rồi tần vũ cũng là không còn cách nào nếu không sao có thể lấy diễm huyền chi giới ra lấy diễm huyền chi giới ra tần vũ còn lo lắng hắc diễm quân và bạch huyền quân hiểu nhầm mình là người giết nghịch ương tiên đế hắn còn chuẩn bị một đống lời giả thích may mắn nghịch ương tiên đế trước khi chết đã thông tin với hắc diễm quân và bạch huyền quân đài tạ hai vị bệ hạ tần vũ lên tiếng cảm ơn Bạch Huyền Quân điềm nhiên nói. Không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn nghịch ương đi, đáng tiếc, nghịch ương chết rồi, thài. Ba người tần vũ đàm luận trong sảnh phụ, mấy người trong đại sảnh cũng nói chuyện, đề tài nói chuyện chính là tần vũ có thể thuyết phục hắc diễm quân và bạch huyền quân không? Tính khí của bạch huyền quân bệ hạ các ngươi cũng biết không phải dễ dàng thuyết phục như vậy. Bảo Úc phó tông chủ cười nói. Lưu làm phó tông chủ thì nhắm mắt, bộ dạng lạnh lùng. Ta xem lưu tinh đối với việc tiến vào mê thần điện hy vọng như vậy, chắc là đã chuẩn bị phương pháp thuyết phục cư di và ngũ sam. Tuy nhiên ta cũng không nghĩ được hắn thuyết phục hai người ngũ sam thế nào. Kim hình quân hình Viễn ha hà cười nói. Phía dưới văn phong trong lòng thầm nói, lý do của tần vũ có thể thuyết phục bạch huyền quân hay không? Người ra rồi. Kim hình quân hình viễn cười nói, đồng thời nhìn tới cửa của sảnh phụ, mấy người văn phong, lưu lam cũng đều nhìn qua, chỉ thấy ba người tần vũ trước sau từ sảnh phụ tiến ra. Nhìn thấy bộ dạng của tần vũ, mọi người trong lòng liền tin tưởng. Tâm tính lưu tinh cung phụng dường như không tệ, tin rằng đã thuyết phục thành công mấy người ngu sam rồi. Hình viễn ha hà cười nói. Tần vũ vừa muốn nói, hạc diễm quân ngũ sam há miệng cười to nói. Lưu tinh hàn cấp cho chúng ta một ngạc nhiên lớn, âm, ừ, vậy giúp hắn luyện chế một khối thông hành lệnh bài đi bạch huyền quân cũng gật đầu chúng ta luyện chế ở đây kim hình quân hình viễn hỏi hắc diễm quân và bạch huyền quân đều gật đầu không hề dị nghị tần vũ trái lại rất kinh ngạc thông hành lệnh bài này chẳng lẽ từ lúc đều có thể luyện chế một chút chuẩn bị cũng không cần văn phong ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình mê hoặc của tần vũ truyền âm nói lưu tình luyện chế thông hành lệnh bài này đối với chúng ta mà nói khó khăn vô cùng nhưng đối với ba vị bệ hạ lại chỉ trong chớp mắt là thành. Được, đây là lần đầu tiên ta luyện chế thông hành lệnh bài, hình dạng của lệnh bài do ta quyết định. Kim Hình quân vung tay lấy ra một khối kim loại màu xanh đen, một luồng kim chi lực từ lòng bàn tay dâng lên bao lấy khối kim loại xanh đen đó, dưới sự cường lực khống chế của kim chi lực, hình dạng khối kim loại đó bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, khối kim loại xanh đen đó biến thành một lệnh bài lục giác, mặt trước có một chữ lệnh, mặt sau lại có một hình khắc sống động như thật chính là bản thân kim hình quân hình viễn hình viễn người thực là tự yêu mình hắc diễm quân nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lớn mọi người trong đại sảnh cũng bật cười hình viễn nghiêm túc nói giấy ước chừng là lần duy nhất ta luyện chế thông hành lệnh bài rốt cuộc phải trịnh trọng một chút được rồi hình dạng đã định rồi vũ sam cứ di chúng ta luyện chế một chút thôi bạch huyền quân hắc diễm quân gật đầu Ba vị quân chủ sắc mặt đều nghiêm tức lại, liền đó đồng thời đưa lòng bàn tay phải ra, lòng bàn tay phải của ba người đồng thời bắn ra ba đạo quang mang, một đạo kim sắc, một đạo bạch sắc, một đạo hắc sắc, ba đạo quang mang tụ tập trên khối lệnh bài. Mắt tần vũ không khỏi nhíu lại. Sức mạnh của truyền thừa chi bảo Tần Vũ trong lòng có thể cảm thấy rõ ràng, ba đạo quang mang đó ẩn chứa sức mạnh thần bí, loại khí tức này cùng với phong ấn khí tức Tần Vũ cảm ứng được tại cửa vào mê thần điện rất giống nhau. Sát na, ba vị quân chủ đồng thời thu tay về. Lúc này, trên bề mặt khối lệnh bài mơ hồ có quang mang lưu chuyển, qua thời gian ngắn tôi luyện, lệnh bài này đã không phải kim loại phổ thông nữa. Kim hình quân hình viễn nắm lấy lệnh bài, nhìn hình khóc bản thân ở mặt sau, ngắm nghĩa một lúc rồi đem lệnh bài ném cho Tần Vũ. Lưu Tinh, nhận lấy đi. Tần Vũ lập tức tiếp lấy. Thông hành lệnh bài này sử dụng rất đơn giản, người chỉ cần đem thông hành lệnh bài này tới cửa vào mê thần điện, người chỉ cần thâu nhập kim chi lực vào trong thông hành lệnh bài. Thông hành lệnh bài tự nhiên sẽ xuất ra một đạo sức mạnh tiến vào phong ấn ở cửa vào mê thần điện. Đến lúc đó phong ấn sẽ biến mất một khoảng thời gian, người nhân cơ hội đó tiến vào, phương pháp tiến ra cũng là quán nhập kim chi lực vào trong, dẫn đạo năng lượng bên trong. Kim hình quân hình viễn cẩn thận giải thích. Hắc diễm quân ngũ sang ha ha cười nói. Lưu tinh, lúc không có chuyện đừng loạn động thâu nhập kim chi lực vào trong, năng lượng lệnh bài này ẩn chứa không nhiều, ước chừng chỉ có thể phát ra 3-4 lần. Người nếu như đem năng lượng trong đó dẫn đạo hết, chắc chắn không thể mở được phong ấn ở cửa vào mê thần điện nữa. Ta hiểu rồi. Tần Vũ nắm lấy lệnh bài trong tay, tâm tình rất tốt. Hắn cảm thụ rất rõ năng lượng lệnh bài này ẩn chứa, khí tức của năng lượng và phong ấn khí tức rất giống nhau, chỉ là năng lượng trong lệnh bài không nhiều, được chừng dẫn đạo ra mấy lần là dùng hết. Lưu Tinh, lần này hạc diễm quân, bạch huyền quân hai vị bệ hạ tới giúp đỡ, ta đã lệnh cho người chuẩn bị yến tiệc, người phải chiêu đãi hai người bọn họ cho tốt. Kim hình quân hình viễn ủy thác. Tần Vũ gật đầu. Việc đó đương nhiên. Có được thông hành lệnh bài, Tần Vũ hôm đó nhiệt tình chiêu đãi hai người Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân, đến ngày thứ hai, Tần Vũ mới một mình lên đường tới mê thần điện. Cảm ngộ 3.000 năm, linh hồn kim đan của Tần Vũ ngay cả một thần nhân bình thường cũng không bằng được. Cộng thêm lưu tinh lệ phụ trợ, Tần Vũ một lần đại Nazi đủ vượt qua một tinh vực với tốc độ đại Nazi của Tần Vũ. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Tần Vũ đã tới tinh hệ gần mê thần điện nhất, ở tinh hệ này Tần Vũ không dám đại Nazi mà dựa vào tinh tế truyền tống trận tới cầu tiến tinh. Trên cầu tiến tinh, đại nhân lại là người. Nhân viên quản lý truyền tống trận không khỏi kinh ngạc, không lâu trước, Tần Vũ đã đi qua một lần. Đúng, lại là ta. Tần Vũ mỉm cười nói, tâm tình hắn hiện giờ rất tốt. Tần Vũ liền đó hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng lên không trung. Tần Vũ bắt đầu cực tốc lao đi, phi hành có nhanh cũng còn xa mới bằng đại Nazi khoảng cách không tới nửa tinh hệ, Tần Vũ lại phi hành quá lâu. Cửa vào mê thần điện. Liên Phồn trưởng lão vẫn ngồi ở cửa vào, giám sát cửa vào mê thần điện tính là một công việc buồn chán, bất quá Liên Phồn trưởng lão tĩnh tĩnh tu luyện, thời gian trôi qua cũng nhanh. Mấy ngày trước, tình cảnh tên cao thủ Lưu Tinh đó công kích phòng ấn, Liên Phồn trưởng lão hiện tại vẫn thường xuyên nhớ lại, trong lòng cảm thán một tiếng. Lưu Tinh đại nhân, thực sự rất lợi hại. Liên Phồn thanh âm quen thuộc vang lên. Liên phồn trưởng lão mở trừng mắt, vừa thấy người tới, lập tức cung kính vui mừng nói. Liên phồn bài kiến lưu tinh đại nhân, không biết lưu tinh đại nhân có việc gì, chẳng lẽ đại nhân lại muốn phá phòng ấn này. Tần Vũ vung tay lấy ra thông hành lệnh bài. Lần này, ta mang theo thông hành lệnh bào. Nhìn thấy thông hành lệnh bài, trong lòng liên phồn trưởng lão không khỏi cảm thán, quả nhiên là siêu cấp cao thủ không ngờ có thể khiến ba vị quân chủ phá lệ vì mình hắn luyện chế một khối thông hành lệnh bài. Chúc mừng Lưu Tinh Đại Nhân có được thông hành lệnh bài này. Liên Phồn lập tức nói. Người hãy tránh ra. Tân Vũ cười nhẹ nói. Vâng. Liên Phồn vội tránh qua một bên, sau đó nhìn Tân Vũ, nhìn người tiến vào mê thần điện, đó cũng là cảnh cực kỳ khó gặp thông hành linh bài trong tay tần vũ bay lơ lửng phía trước tần vũ tần vũ một tay đưa ra một đạo kim chi lực liền thâu nhập vào trong thông hành lệnh bài lập tức thông hành lệnh bài bắt đầu rung lên duy một đạo tam sắc quang mang từ trong thông hành lệnh bài trực tiếp bắn ra bắn tới phong ấn ở cửa vào mê thần điện phong ấn dưới toàn lực công kích của tần vũ chỉ chấn động sau khi bị một đạo tam sắc quang mang công kích phẳng phất như là vén rèm cửa Năng lượng phong ấn mở ra hai bên, lộ ra một thông đạo. Tần Vũ thu hồi thông hành lệnh bài, thân hình hóa thành lưu quang, trong chớp mắt đã xuyên qua. Còn phong ấn đó qua chốc lát lại chậm chậm đóng trở lại. Vật chất giống như cát màu đen dày gần 10 mét xuyên qua thông đạo đó, Tần Vũ liền nhìn thấy vùng ngoại vi của mê thần điện. Nhìn qua một lượt, một vùng sương mù cả vùng ngoại vi mê thần điện phẳng phất như bị sương mù bao phủ, đợi đến khi Tần Vũ hơi tiến vào mấy bước, lại phát hiện trong sương mù lúc xuất hiện sơn băng địa liệt, lúc lại xuất hiện núi lửa phun trào. Xem ra đây chính là ảo cảnh của vùng ngoại vi mê thần điện, Tần Vũ đối với mê thần điện hiểu biết rất nhiều. Vùng ngoại vi mê thần điện chính là thần chi cấm chế, nói chính xác là một loại ảo thuật cấm chế thuộc về thần giới, khu vực cấm chế này bao phủ cực kỳ rộng lớn dung tích so với 100 hàng tinh phổ thông còn lớn hơn, đây cũng là nguyên nhân uy lực của ảo thuật cấm chế này tịnh không tỉnh là lớn. Tối quan trọng là, ảo thuật cấm chế này không đủ lực sát nhân, chỉ có công năng khốn nhân. Nhưng bị khốn ở trong ảo thuật cấm chế này ước vạn năm cũng là rất khốn khổ. Một người bình thường chỉ là tiến vào một bộ phận của ảo cảnh ngoại vi này bởi vì khu vực cấm chế này bao phủ thực quá lớn, uy lực không tính là quá lớn, chỉ cần không tiến vào sâu ở vành đai biên duyên dựa vào linh hồn chi lực tiến vào còn là có thể quay ra ta thử xem xem với linh hồn cảnh giới của ta có thể tiến vào bao xa thần thức của tần vũ lập tức bắt đầu tiến vào trong áo cảnh tần vũ cảm thấy rất rõ thần thức của mình vừa tiến vào trong khu vực áo cảnh liền giống như hãm nhập vào trong đầm lầy tiến lên phía trước cực kỳ khó khăn qua một lúc đây là cực hạn của ta rồi bất quá cả một phần triệu phạm vi ảo thuật cấm chế bao phủ cũng không bằng tần vũ cảm thấy rất rõ khu vực thần thức của mình bao phủ không ngờ có ba kiện thần khí tần vũ vung tay lấy ra mê thần đồ quyền tình quang mê mông lấp loái chung quanh mê thần đồ quyền tần vũ tự nói một mình ảo thuật cấm chế ta không có thời gian lãng phí một bộ phận tâm thần của tần vũ dung nhập vào trong mê thần đồ quyền trong đầu tự nhiên xuất hiện lộ tuyến thông tới mê thần điện nội điện chỉ là lộ tuyến này không ngừng biến ảo tần vũ rảo bước phút chốc tiến vào trong sương mù của ảo cảnh có mê thần đồ quyền chỉ ra đường đi, Tần Vũ không ngừng rẽ trái rẽ phải, thậm chí còn quay lại. Nhưng Tần Vũ biết, đó mới là con đường ngắn nhất. Ba canh giờ, Tần Vũ đã đi được một nửa lộ trình. Trong một nửa lộ trình này, Tần Vũ chỉ là tiện tay nhặt lấy 36 kiện thần khí. Thậm chí một vài thần khí chỉ cần đi vòng phí chút thời gian liền có thể có được, Tần Vũ cũng không muốn tới nhặt. Bởi vì Tần Vũ biết, hắn nếu như muốn có được, lại là đơn giản vô cùng lúc trước nghịch ương tiên đế lần đầu tiên dựa vào mê thần đồ quyển tiến vào mê thần điện không ngờ lấy được mười mấy kiện thần khí linh hồn cảnh giới quá yếu quá yếu rồi tần vũ trong lòng cảm thán tần vũ vẫn mau chóng tiến lên phía trước thần thức bao phủ một khu vực rộng lớn lúc trước nghịch ương tiên đế lần đầu tiên tiến vào mê thần điện khu vực linh hồn chi lực bao phủ còn không bằng một phần nghìn của tần vũ làm sao có thể so sánh với tần vũ